Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây trên địa bàn xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Nghi phạm đã ra tay sát hại vợ dã man dù bỏ trốn vào rừng. Hiện hàng trăm người đã được huy động để truy bắt nghi phạm. Theo thông tin ban đầu từ ông Hoàng Lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng ngày 6 tháng 5, Ông Trần Văn Thông, sinh năm 1968, chú quán ở bản Chút Mút, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, dẫn vợ là Hồ Thị Minh và rừng cách nhà 900 m rồi lấy dây vòng qua gốc cây khiến vợ ngạt thở đến tử vong. Theo ông Lý, khi nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Bình đã cử người lên phối hợp với dân bản, bộ đội biên phòng, truy tìm nghi phạm từ trong đêm. Nhưng đến sáng mùng 7 tháng 5 vẫn chưa tìm thấy, do địa hình rừng núi hiểm trở kèm mưa lớn gây khó khăn cho việc truy bắt hùng thủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thủy cho biết, nguyên nhân là do ghen tuông dẫn đến ông Thông ra tay sát hại bà Minh. Ông Thông ở xã Trường Sơn và bản Chút Mút ở với bà Minh đã có một đời chồng và hai con riêng, cách đây gần 5 năm, không đăng ký kết hôn có với nhau một con chung. Hai người ở trong đất nhà bố mẹ bà Minh cho, hiện đang làm nhà. Trong quá trình hoàn thiện nhà thì ông Thông ra tay với bà Minh. Theo Ủy ban nhân dân xã Lâm Thủy, hiện hàng trăm cán bộ chiến sĩ, người dân địa phương đang vào rừng truy tìm nghi phạm. Theo ông Lý, khi ra tay với vợ xong, ông Thông gọi điện về với người thân ở xã Trường Sơn, nói rõ sự việc, sau đó tắt máy và mất liên lạc. Tuy nhiên đây không phải vụ án đầu tiên chồng xuống tay sát hại vợ gia man, xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng. Theo đó, hàng loạt án mạng nghiêm trọng bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình và tình ái liên tiếp xảy ra, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng lo lắng qua các vụ án cho thấy có sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức lối sống, không làm chủ được cảm xúc, sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, thể hiện cái tôi ích kỷ cá nhân, côn đồ, máu lạnh, thiếu tu dưỡng, rèn luyện kỹ năng sống. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Đồng, văn phòng luật sư nhân chính, đã có những nhận định khách quan dưới góc độ pháp lý. Theo đó, luật sư nhận định, thời gian gần đây trên cả nước xảy ra không ít các vụ án mạng thương tâm, gây rúng động dư luận cứ vụ án này nối tiếp vụ án khác khiến dư luận xã hội từ thương cảm đối với nạn nhân cho đến trạng thái tâm lý phân uất đối với hành vi của hung thủ gây ra các thảm án man dợ đáng chú ý qua một số vụ án có thể thấy hung thủ đến từ mọi tầng lớp xã hội từ sinh viên đại học người lao động tay chân hay doanh nhân thành đạt trí thức đều có thể trở thành tội phạm điểm chung là họ đủ khả năng tự chủ về hành vi nhận thức về hành động nhưng lại có thể xuống tay một cách tàn độc Ngày 12 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 10 tháng 10 tại tiệm spa Ngã Tư Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, khiến cô gái trẻ tử vong. Sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm đã dùng sao tự kết liễu, nhưng được người dân và lực lượng chức năng cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Danh tính nghi phạm được xác định là Phan Trung Hòa, sinh năm 1996, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nạn nhân là chị LTN, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Sơn La. Theo một số người dân, Hòa và cô N có quan hệ tình cảm. N mới về tiệm spa học thêm nghề. Tối hôm xảy ra sự việc, Hòa đến tìm cô gái rồi xảy ra mâu thuẫn, to tiếng dẫn tới án mạng liên quan sự việc trên ông bùi viết tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân xã nguyên giáp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương cho biết nguyên nhân ban đầu vụ án được xác định là do mâu thuẫn tình cảm giữa nạn nhân và nghi phạm ông bùi viết tuấn thông tin thêm có thể giữa nghi phạm và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn nên hòa thủ sẵn dao trong người đi tìm chị n và gặp nạn nhân ở spa trên địa bàn xã nguyên giáp sau cuộc cãi vã với bạn gái hòa tấn công nạn nhân tử vong và tự kết liễu Tuy nhiên lực lượng chức năng có mặt kịp thời đưa hòa đi cấp cứu nên đã qua tình trạng nguy kịch. Trước đó vào ngày 12 tháng 8 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Mai Xuân Thái, sinh năm 1982, ở quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi sát hại người khác. Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định Nguyên nhân xảy ra vụ trọng án là do mâu thuẫn quan hệ tình cảm giữa Mai Xuân Thái và chị NTQ, sinh năm 1982 ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đến chiều ngày 11 tháng 8 ở khu vực trước cửa số nhà 17 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Mai Xuân Thái đã dùng dao đâm nạn nhân NTQ. Sau đó, đối tượng cũng dùng dao tự kết liễu nhưng bất thành. Trước đó khoảng 13 giờ 20 phút ngày 11 tháng 8 trên phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, nhiều người tham gia giao thông đang dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã tư. Thì bất ngờ một thanh niên mặc quần áo xanh, đồ mũ bảo hiểm đồng phục Grab lao tới chặn một người phụ nữ đi xe máy theo hướng về Hồ Hoàn Kiếm. Sau vài phút đôi co cự cái, đối tượng nam giới liền rút dao mang theo người tấn công liên tiếp vào người nạn nhân. Gây án xong, người này dùng chính hung khí trên tay tự chấm dứt cuộc sống và nằm ôm xác nạn nhân nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường đưa người đàn ông đi cấp cứu và tiến hành khám nghiệm hiện trường theo luật sư nguyễn văn đồng những vụ án đau lòng xảy ra ngay trong lòng xã hội hiện đại đã khiến nhiều cơ quan chức năng đau đầu và mong tìm được giải pháp đấu tranh phòng ngừa để đẩy lùi ngăn chặn tuy nhiên nhìn từ góc độ xã hội học góc độ tâm lý học tội phạm góc độ luật học có thể thấy vấn đề tội phạm có căn nguyên lịch sử tội phạm phát sinh từ mặt trái của xã hội tồn tại song song với sự phát triển của xã hội. Tội phạm không phải là con người cụ thể, mà tội phạm là hành vi. Bất kể ai cũng có thể trở thành tội phạm nếu thực hiện hành vi được quy định trong bộ luật hình sự. Đi tìm gốc rễ của những vụ thảm án sát hại nhiều người, sát hại người một cách man dợ, có thể thấy nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo sợ bị phát hiện, sẽ bị pháp luật trừng trị, lo sợ hình phạt phải gánh chịu nếu bị phát giác. Chính tâm lý này đã kích hoạt hành vi sát hại người một cách man dợ như phân mảnh nạn nhân để phi tang hòng tránh bị người khác phát hiện xóa dấu vết phạm tội nhằm gây khó khăn cho hoạt động điều tra của cơ quan chức năng như ném xác xuống sông đốt xác đổ bê tông xác nạn nhân việc sát hại người và phi tăng xác có thể do hung thủ tự nghĩ ra nhưng cũng có thể xem được từ trên môi trường mạng internet vì thế hung thủ tự tin rằng hành vi của mình thực hiện sẽ chót lọt và không bị phát hiện chính niềm tin này đã thôi thúc những hung thủ sát hại người sẵn sàng liều lĩnh ra tay thực hiện đến cùng chuỗi hành vi tàn ác man dợ của bản thân. Luật sư Đồng nêu quan điểm, từ thực tế trên, nếu ai đó nói chế tài pháp luật với hình phạt chưa nghiêm, dẫn đến tâm lý xem thường pháp luật là chưa đúng. Bởi rất nhiều vụ án man dợ, hung thủ đều phải trả giá bằng bản án tử hình. Thậm chí nhiều vụ án được đưa ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật để phòng ngừa tội phạm, gian đe hành vi vi phạm pháp luật tiềm mẩn. Song hành vi vi phạm pháp luật vẫn diễn ra, thậm chí gia tăng nhiều hơn. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ các vấn đề xã hội như lối sống, môi trường giáo dục, quan hệ gia đình. Do vậy, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường học sinh, những người trẻ tuổi cần phải được giáo dục đầy đủ cả kiến thức văn hóa, kỹ năng sống, tình yêu cá nhân, tình yêu gia đình, giáo dục lòng yêu nước, quý trọng sức lao động thì sẽ hình thành được hành vi tốt. Từ hành vi tốt sẽ có thói quen tốt và từ thói quen tốt sẽ nhen nhóm xây dựng được một con người có trách nhiệm và khuôn mẫu. Luật sư Đồng cũng cho biết, từ nhiều năm trước cũng có không ít vụ án dã man, nhưng khả năng lan truyền thông tin bị hạn chế. So với hiện tại, với sự phát triển của truyền thông và mạng xã hội, mức độ lan tỏa thông tin đã biến đổi mạnh mẽ. Việc truyền thông, đặc biệt là các mạng xã hội thường xuyên khai thác tình tiết ly kỳ nhằm thu hút người xem đã tạo ra một bầu không khí tiêu cực thiên về mặt trái ảnh hưởng đến cách nhìn nhận và hành vi của người tiếp cận thông tin vô tình tạo ra các ám thị xã hội nguồn cơn các vụ án một phần do hung thủ bị ám ảnh chi phối bởi những vụ án trước đây gọi là cơ chế ám thị xã hội từ những vụ sát hại người man dợ vừa qua cho thấy đây là một hiện tượng xã hội đáng lo ngại tiềm ẩn nguy cơ về sự suy đồi những giá trị đạo đức về mặt xã hội cần tăng cường giáo dục đạo đức rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên luật sư nguyễn văn đồng nhấn mạnh để kiểm soát tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp nhất là nhóm tội phạm lĩnh vực trật tự xã hội để giảm thiểu các vụ án mạng man dợ rất cần thực hiện các giải pháp đồng bộ như tuyên truyền phổ biến pháp luật giáo dục kỹ năng sống vấn đề tình yêu giới tính nâng cao tinh thần trách nhiệm với gia đình cộng đồng giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc để hình thành đức tính tốt thói quen tốt trong con người, từ đó tạo được môi trường tốt giúp con người trong xã hội nói chung và thế hệ trẻ rèn luyện bản thân, tránh các tác động xấu từ môi trường mạng internet. Các cơ quan truyền thông và mạng xã hội cần chấn chỉnh, định hướng hoạt động đưa tin, kiểm soát và ngăn chặn những thông tin xấu, thông tin bạo lực độc hại, từ đó sẽ giảm thiểu được các hành vi tiêu cực là nguyên nhân nội tại phát sinh tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng của video đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại